thảo luận nhóm tập trung là việc tổ chức thành những nhóm nhỏ gồm những người có cùng hoàn cảnh kinh nghiệm tương tự nào đó thảo luận với nhau về một chủ đề xác định mà nhà nghiên cứu quan tâm nhóm thành viên tham dự được hướng dẫn bởi một người điều khiển chương trình hoặc nhóm tổ chức điều hành người này giới thiệu các chủ đề cho cuộc thảo luận và giúp cho nhóm trao đổi với nhau một cách sôi nổi và tự nhiên sử dụng riêng hoặc với các phương pháp nghiên cứu định tính khác trong một dự án nghiên cứu được thực hiện trước một chương trình can thiệp hoặc dùng để đánh giá diễn biến hay khi hoàn thành của một quá trình can thiệp là phương pháp dùng để khảo sát niềm tin thái độ và quan niệm của con người những thông tin thu được từ phương pháp này khác hẳn về chất so với những thông tin từ các cuộc phỏng vấn cá nhân vì nó là sản phẩm của các ý kiến đã được thảo luận trong nhóm thảo luận nhóm không thể giúp chúng ta vẽ ra được bức tranh chi tiết về niềm tin của cộng đồng hay có thể khẳng định được mức phổ biến những ý tưởng hay thái độ này trong cộng đồng như thế nào thảo luận nhóm tập trung được sử dụng nhiều hơn trong các nghiên cứu có sự kết hợp với phương pháp khác để thực hiện các mục tiêu khác nhau trong các giai đoạn khác nhau của các cuộc nghiên cứu chẳng hạn như những nghiên cứu mang tính chất thăm dò kiểm chứng các ý tưởng về những kế hoạch mới đánh giá các chương trình hoặc dự án phát triển thiết kế cuộc nghiên cứu thảo luận nhóm tập trung xác định những mục tiêu cụ thể mà ta muốn giải quyết trong cuộc thảo luận nhóm tập trung và những câu hỏi mà ta muốn trả lời những mục tiêu này sẽ quyết định việc xây dựng thiết kế các câu hỏi và tập huấn cho các điều tra viên nên đưa ra những câu hỏi chính để thu thập thông tin phục vụ mục tiêu đề ra xác định người cung cấp thông tin khi dự kiến người cung cấp thông tin chúng ta cũng cần phải tính đến người mang cho chúng ta nhiều tin từ nhiều góc độ khác nhau vì vậy các cuộc thảo luận nhóm không nên chỉ thực hiện ở những người phụ nữ nam giới mà còn phải quan tâm đến các tiêu chí khác nữa, giàu nghèo, nghề nghiệp, vân vân, để có thể tìm sự khác biệt trong thái độ và hành vi của các nhóm này. Lưu ý xem xét xem thông tin chúng ta muốn thu thập sẽ được kết hợp với các thông tin từ những phương pháp khác hay sẽ được dùng độc lập và những kết quả thu được dùng để làm gì? Dùng để báo cáo các cấp lãnh đạo, nhà tài trợ, các thành viên cộng đồng, nguồn kinh phí, thời gian, nhân sự, có thể chọn những người có trình độ thấp hơn cử nhân lưu ý khi tập huấn ta phải nắm những năng lực và sở trường của họ những người hướng dẫn thảo luận nhóm có thể là những người ở địa phương tùy thuộc vào quy mô và thời gian thực hiện của đề tài mà xác định số lượng cộng tác viên cho mỗi cuộc nghiên cứu với một cuộc thảo luận nhóm ba người một người dẫn chương trình một người chịu trách nhiệm quan sát và ghi chép và một người trợ lý chịu trách nhiệm về kỹ thuật và giải quyết những vấn đề nảy sinh tập huấn cho cộng tác viên kỹ năng thu thập thông tin ý nghĩa mục đích mục tiêu nhiệm vụ của dự án và vấn đề đạo đức nghề nghiệp người điều khiển là người lãnh đạo cuộc thảo luận kiểm soát cuộc thảo luận và chịu trách nhiệm định hướng cho cuộc thảo luận anh ta hoặc cô ta sẽ vận dụng những kiến thức và kỹ năng giúp cho các thành viên tham dự cảm thấy thoải mái và khuyến khích cuộc thảo luận nhóm diễn ra tự nhiên và sống động người điều khiển sẽ được cung cấp một mạng câu hỏi hoặc bản hướng dẫn câu hỏi quy định phương hướng của các câu hỏi nhằm đạt được các thông tin liên quan đến dự án người điều khiển phải nắm được các mục tiêu của cuộc nghiên cứu để khảo sát các câu trả lời có thể chúng chưa được dự tính bởi nhóm lập kế hoạch các câu hỏi đưa ra cho nhóm phải là những câu hỏi dễ hiểu đối với tất cả mọi người vì vậy các ngôn từ phải đơn giản phù hợp với địa phương các câu hỏi đưa ra không nên quá dài và mỗi câu chỉ nên bao hà một nghĩa khi trình bày các câu hỏi hay khi đặt vấn đề không nên thể hiện sự định kiến các vai trò của các nhóm nghiên cứu tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các thành viên bày tỏ quan điểm của họ trong không khí một cuộc thảo luận nhóm chứ không phải là một cuộc họp đảm bảo dẫn dắt cuộc thảo luận luôn luôn tập trung vào các chủ đề cần bàn và đảm bảo các chủ đề được thảo luận phát triển những hướng có triển vọng phù hợp với đối tượng nghiên cứu nảy sinh trong quá trình thảo luận điều khiển sự tham gia bằng cách khuyến khích tất cả các thành viên bày tỏ quan điểm của mình mà không để cho cuộc thảo luận bị lấn át bởi một cá nhân cụ thể nào đó các giai đoạn của cuộc thảo luận nhóm tập trung ba giai đoạn khởi đầu thảo luận sâu có tập trung và kết thúc người dẫn chương trình cần chào mừng các thành viên tham dự và cảm ơn họ đã đến giới thiệu nhóm nghiên cứu giải thích công việc của nhóm nghiên cứu về dự án nhưng không nêu chính xác bản chất của các câu hỏi nghiên cứu giải thích tại sao các thành viên này được chọn tầm quan trọng của sự đóng góp của họ đối với nghiên cứu và đối với cộng đồng đảm bảo mọi người đều hiểu được rằng cuộc thảo luận sẽ được giữ kín giải thích rằng bạn sẽ sử dụng một băng thu âm nếu được đồng ý cho cuộc thảo luận để lưu lại những gì họ đã nói. Giai đoạn 1: Khởi động. Các thành viên tự giới thiệu về mình, tên, tuổi, công việc, số con, thời gian kết hôn, chủ yếu là thông tin liên quan đến nội dung nghiên cứu. Mục đích của giai đoạn này là tạo bầu không khí nhóm bao gồm vài cá nhân các thành viên có tương tác với nhau, tạo cho các thành viên cơ hội để nói ngay từ đầu cuộc thảo luận. Điều đó sẽ giúp họ khắc phục sự bối rối, ảnh hưởng đến việc trình bày ý kiến của mình, tạo ra cảm giác yên tâm cho nhóm và giúp các thành viên hiểu về các thành viên khác trong nhóm. Người điều hành quan tâm thật sự đến các điều mà các thành viên nói một cách vô tư, không thành kiến. Người điều hành cần phải cố gắng để thu thập các thông tin về các đặc điểm cá nhân của các thành viên. Giai đoạn 2. Thảo luận sâu có trọng tâm, chuyển các chủ đề khái quát thành các chủ đề cụ thể cho cuộc thảo luận từ các vấn đề cụ thể thành các vấn đề trừu tượng mục đích của giai đoạn này là nhằm tìm hiểu những vấn đề liên quan đến chủ đề nghiên cứu bản chất của quá trình hình thành thái độ liên quan đến hành vi của đối tượng và ngôn ngữ tình cảm của đối tượng liên quan đến chủ đề nghiên cứu người điều hành kích thích các thành viên trao đổi với nhau mà không chỉ với người điều hành biết khi nào cần thăm dò khi nào cần im lặng Chú ý đến các biểu hiện phi ngôn ngữ của đối tượng để hiểu rõ cảm nghĩ thật của đối tượng. Diễn đạt lại câu hỏi đã hỏi nhưng cảm thấy họ còn khó trả lời. Không nên giả định rằng tất cả những gì mà đối tượng nói đúng là những điều họ muốn nói. Khuyến khích những thành viên thụ động, khéo léo kiềm chế những thành viên lấn át, chuẩn bị những tình huống ngoài dự kiến và biết cách xử lý. Giai đoạn 3 kết thúc một cuộc thảo luận nội dung của giai đoạn này chủ yếu là tóm tắt lại và làm rõ một lần nữa các chủ đề được thảo luận mục đích của giai đoạn này là giúp cho người điều hành và các thành viên hiểu rõ những gì xảy ra trong quá trình thảo luận điều đó cho phép các thành viên làm rõ hoặc bổ sung ý kiến của mình đồng thời cho phép người điều hành kiểm tra lại kết luận và giả thiết xem có rõ ràng và phù hợp không trước khi kết thúc cần nói lời cảm ơn các thành viên đã ý kiến trao quà cho các thành viên tham gia thảo luận và chào tạm biệt quản lý thông tin người quan sát có nhiệm vụ trong khi thực hiện thảo luận nhóm phải ghi lại toàn bộ những gì diễn ra và bổ sung chi tiết vào biên bản còn thiếu trong những trường hợp được phép của cộng đồng chúng ta ghi âm cung cấp nhiều thông tin và thảo luận và tạo thuận lợi cho thư ký viết báo cáo về các chi tiết hơn có thể quay video cung cấp bản tường thuật về những gì mà các thành viên tham dự đã phát biểu và tạo ra một bản ghi hình về các tranh luận được thực hiện như thế nào một số cộng đồng có thể e ngại trước ống kính phải xin phép trước khi thực hiện sau khi kết thúc cuộc thảo luận nhóm tập trung thư ký phải chuyển các bản ghi chép thành báo cáo nên làm báo cáo ngay vì có những chi tiết cần bổ sung cho biên bản nếu để quá lâu không thể nhớ được chi tiết nào thuộc về nhóm nào trong các báo cáo cũng cần mô tả tất cả những gì có liên quan đến tình hình và không khí làm việc của nhóm mà những thư ký quan sát và ghi lại khi viết báo cáo có kèm video thì sự thuận lợi sẽ tăng lên rất nhiều phân tích kết quả tùy vào từng mục tiêu và tính chất của cuộc nghiên cứu những thông tin sẽ được xử lý và phân tích thích đáng thông thường những thông tin loại này mang tính định tính nhiều hơn vì vậy người ta thường xử lý theo phương pháp xử lý định tính sơ đồ quy trình nghiên cứu xã hội học thực nghiệm theo logic diễn dịch lý thuyết chia nhỏ khái niệm đặt giả thuyết nghiên cứu đặt câu hỏi và điều tra thực tế theo logic quy nạp lý thuyết xác định khái niệm khái quát thông tin và xử lý phân tích thông tin các yếu tố kinh tế chính trị văn hóa xã hội ảnh hưởng đến bốn yếu tố đó là nhà trường gia đình cộng đồng môi trường và xã hội bốn yếu tố này ảnh hưởng qua lại lẫn nhau cả bốn yếu tố này đều ảnh hưởng đến nhận thức sinh viên nhận thức sinh viên ảnh hưởng đến bốn định hướng giá trị định hướng giá trị dòng họ cộng đồng tổ tiên cội nguồn định hướng giá trị tình bạn tình yêu định hướng giá trị quan hệ hôn nhân gia đình định hướng giá trị nghề nghiệp phát triển nhân cách toàn diện cả bốn định hướng này ảnh hưởng qua lại lẫn nhau